Em Tèo Minh Thượng xin chào cô chú và anh chị và các bạn. Hôm nay em có mặt tại ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Thì thưa cô chú anh chị, hôm nay em chia sẻ cho cô chú anh chị một cái đám tang của chị Nguyễn Thị Siên, hôm nay và 34 tuổi. Thì thưa cô chú anh chị, thì theo thông tin từ gia đình thì sức khỏe của chị trước đây đã rất là bình thường, nhưng mà dạo gần đây là chị có nổi một cái mục bú ở sau lưng cổ. Thì không biết mục bú đó ác tính hay hiền tính, thì mấy gia đình mới đi phán một khoảng thời gian thì thấy không khỏi mới đưa vào bệnh viện. Thì ra bệnh viện mổ thì trong vòng có 3 ngày, thế ngày thứ 5 thì chị đã qua đời. Thì theo thông tin từ gia đình thì loại mục bú này là gọi là huyết dặn hay sao đó cô chú anh chị. Em không có gành thì em mời cô chú anh chị mình vào bên trong xem video từ từ cùng em cô chú anh chị. Thưa cô chú anh chị, thì hiện nay chị Siên đã từ trần và đã bỏ lại chồng và hai đứa con nhỏ nha cô chú anh chị. Thì đứa con là một gái và một trai. Thì em xin mời cô chú anh chị mình xem tiếp nha cô chú anh chị. Tên gì để tên đó. Chỉ tên gì để tên đó dễ tìm. Dạ dạ. Mà cho em hỏi mà sao chị mắc còn trẻ quá vậy? Mà bệnh gì ạ? Bệnh nói một lần. Nói một lưng lâu chưa mà sao mất sớm vậy? 3 bữa. Rồi phát hiện ra 3-4 bữa rồi mất luôn. Nó huyết dặn. Nó huyết dặn hả con? Nó không biết đi mổ. Dạ. Rồi nghĩa là bác sĩ mổ là mất luôn. Mổ là chết luôn. Dạ. 5 ngày. Dạ. Đi bệnh viện mất 5 ngày. Có nghĩa là cái mục đó là mục huyết dặn hả? Ngộ à. Ở nhà có hành gì không? Hành là đi phán 3-4 bữa rồi. Dạ. Mình thấy nó ngược quá rồi đi bệnh viện luôn. Dạ. Có nghĩa là ở nhà vẫn hành rồi mình có đi thầy phán. Dạ rồi sao hôm giờ tao không. Tí giờ sáng giờ nó ủa hả? Và kính thưa toàn thể bà con cô bác và các tăng anh đoàn thể đã có mặt trong buổi tăng lễ hôm nay. Và hôm nay em cháu được sự thống nhất của chủ dịch vụ mai táng chạy hồng năm thi trước để đến đây chia buồn đau thương ống gia đình Tân Quyến và một cái tăng thật là đau đớn. Và sau đó cháu được chấp thuận và tín nhiệm của gia đình Tân Quyến, em cháu sẽ đi dở ra một lớp đồng quan, đó là nghệ thuật quýnh pháp quạt trừ tà ma sắc vị và linh cụ tán an nơi phòng mộ. Khi cháu bước vào lòng lễ động vào chi quan thì trong lúc này em cháu sẽ báo toàn thể quý vị nào đang thọ tang cho em Nguyễn Thị Siên. Hiện giờ bà con cô bác và anh chị em trang tịch trụ tề bước về phía trước sàn thắp một nén hương tỏ lòng thành kính để đưa phong linh của em về nơi an nghỉ cuối cùng. Và trong một lần nữa em cháu sẽ báo toàn thể, đó là cha mẹ của em Nguyễn Thị Siên, hãy bước về phía trước lên sàn thắp một nén hương để đưa phong linh của con của chúng ta về nơi an nghỉ. Và chỉ còn ít phút nữa em cháu cũng sẽ được chính thức vào làm lễ động và di quan, đó là đưa linh cụ của em Nguyễn Thị Siên về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là tạo hóa nó mang cho chúng ta kiếp con người ai ai cũng trải qua bốn số phận, cũng như vũ trụ có bốn thời kỳ thành không ngoại trụ, còn con người chúng ta ắt phải có sinh lão bệnh tử. Đó là quy luật tạo hóa đã ban cho kiếp con người của chúng ta, trong đó có em Nguyễn Thị Siên. Và hôm nay với nhiệm vụ mai táng em cháu sẽ đến đây làm lớp đồng quan, đó là đưa linh cụ của em về nơi an nghỉ trước khi em cháu bước vào làm lễ động và di quan. Trong giờ phút này em cháu sẽ báo toàn thể quý vị nào nằm trong phạm vi bà con cô cậu, bà con chú bác, bà con bạn bè với em Nguyễn Thị Siên. Nếu có mặt trong buổi tang lễ em cháu xin mời bà con cô bác và anh chị em nhấn chút thời gian bước lên phía trước lên sàn thắp một nén hương, đó là đưa tiễn một người cháu, một người em của chúng ta lần cuối cùng. Và xin đi bà con cô bác và anh chị em bước vào thắp một nén hương cuối cùng. Bà con cô bác không quên cầu nguyện, đó là nén hương cầu nguyện cho em nói về được Tây Phương Cực Lạc, đó là cõi hạt quy thiên về giới Phật Đài. Và một lần nữa em cháu xin bảo toàn thể cô chú bác
cũng như bên nội và bên ngoài. Ê, ấy đi, đứt dây điện đụng to nè, giật người ta nãy giờ nè, tao đang rút điện. Khoan ơi, từ từ nha. Rút ấy vô đây, ừ. Nó giật kia, giật cứ chữ mình luôn, nó giật lại bè. Nó giật người ta cho. Rút lòn dây điện ra ngoài là ghim lại đi. Cái to nó cắt đứt dây đó. Có nghĩa là để vậy đó rồi nó bị cắn đứt á, giật ra trong rồi. Nãy anh đi anh cũng nói anh em đi vô. Sao bên ngoài là cái con đó. Rồi rồi kia bên ngoài đi. Đúng rồi. Chạy xe à? Có sao không vậy? Không giật ra trong người ta tê tao dãy à tập. Không không. Do device is ready to pair. Là điện nó bị chập mạch nha anh chị. Thì là phải tạm ngưng lại chút xíu. Thì trong giờ phút này em cháu cũng xin báo toàn thể mà con cô bác thì chúng ta hai mặt dạng bước vào lên trên đó là thất một nén hương cuối cùng. Chỉ còn 15 phút nữa em cháu sẽ cho được chính thức vào đó là lần này. Đọc và ghi qua đưa linh cụ em nó về nơi khách nhà thì kính thưa bà con cô bác ai ai cũng phải trải qua những đau thương và mất mát như thế này và sự mất mát to lớn này không ai muốn và cũng như vì một cá nhân vì một số phận em ma nguyện thì xin đã gửi tới chúng ta và ngồi trong giấc ngủ nghìn thu cũng như bà con cô bác và anh chị em cùng bước vào những căn nhà này chúng ta cũng chợt thấy cũng đó là khí ảnh và những khói hương nghi ngút và những chén cơm chung trà ly rượu còn đó như bóng hình của em không còn nơi trên cõi nhân gian ai cũng buồn cùng tiếc vì tội đã quá muộn nên đã lặng ra đi những thương tiếc thì bà con cô bác và các chị em chúng ta cũng ngậm ngùi cũng giọt nước mắt bà con cô bác và các chị em thương lệ đặt trên bờ môi đó là khóc nghẹn ngào đưa tiễn một người con một người cháu anh em đưa tiễn một người chị các cháu đưa tiễn một người dì một người cô thì giờ hôm nay cuộc ly biệt và cuộc đưa tiễn em cháu xin bà con cô bác và các chị em trong giờ phút này bà con cô bác và các chị em chúng ta cũng mạnh dạn bước về phía trước linh sàn thắp một nén hương đưa tiễn đó là người làng xóm xóm thiền của chúng ta lần cuối cùng và sau khi bà con cô bác và các chị em thắp hương xong cho em cháu mượn lời sân bãi cháu bước vào làm lễ động và di quan đó là đưa linh cụ của em nó về nơi an nghỉ thì trong đây em cháu cũng được đó là lễ động quan đúng 12:00 và 12:00 ngày hôm nay là ngày mùng 1 sẽ đưa linh cụ em nó về nơi đất tổ và trước khi em cháu bước vào làm lễ động và di quan em cháu cũng xin nhắc toàn thể và cô bác gia đình tam quy chúng ta lưu ý một anh chị em nào chịu trách nhiệm giải vàng bạc thì chúng ta lấy cái thao cái túng chúng ta sợi vàng bạc ra và còn phần thứ hai nữa anh chị em nào chịu trách nhiệm kiếm một thao nước bông chúng ta để ngay phía trước cổng và còn phần thứ ba và gia đình tâm quyến chúng ta đại diện một người
bưng cái ly hương và chi ảnh, mọi đại diện một người che cây dù và đi chung với ông thầy Tùng. Và một phần thứ tư, phần 12 vị đạo hòa em cháu phò lưng cụ tán an nơi phần mộ. Và phần thứ năm, phần toàn thể bà con cô bác và các anh chị em chúng ta đưa tiền. Thì sau khi ông cháu làm lễ đồng quan xong, bà con cô bác và các anh chị em chúng ta đốt một nén hương hay là cầm một nhánh bông tươi, chúng ta đi sau quan tài, không nên đi trước quan tài chăng lắm khi em cháu đang phò lưng cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đặc biệt là sau khi bà con cô bác và các chị em chúng ta đưa ta người nào thì chúng ta hãy về đường ấy, chứ chúng ta không được đi tắt về ngay. Còn phần xã tang đưa cũng như vì hoàn cảnh áp lực gạo tiền và gia đình cũng như chồng con có đi mặn ăn xa thì chúng ta không thể thọ tang được lâu, thì chúng ta muốn cần xã tang gặp ngay ban tụng niệm để ban tụng niệm hướng dẫn phần xã tang cho bà con cô bác. Chứ chúng ta không nên đem tang ra ngoài nguyệt lọt bỏ với nguyệt gọi là chôn tang. Em cháu xin nhắc gia đình tam quyến ai thọ tang lưu ý phần này. Và trước khi em cháu bước vào làm lễ động vật chi quan, hôm nay em cháu sẽ tới đây dở ra một lớp gia diện, đó là tiền con ra phần mộ. Hoàng sa hồng cương, tử hào lẫm liệt quay bóng.
hậu tác, nên người đời gọi mổ ta là Hoàng Sơn danh chạy. Này là tướng cướp chú Hoành đó. Người làm nghĩa nay thiền sư hãy mở cửa vô mừng để cho mẫu ta bước vào bên trong, đó là khám quan cho thỏa tường chân giả. Nếu thật sự hầm vàng hay hầm bạc, anh đem mẫu ta đem về sơn chạy chia nhau mà xài. Còn nếu là thật cấu quan tài, anh em ta xin vui lòng hai tay bỏ lấy hồn thập nắm đó quan tài từ từ di chuyển để đưa thể xác của thiền muội về nơi an nghỉ cuối cùng đó. Này hỏi lâu ra, này các đại thể thất ngọn thần du, để đại ca ra hoài thần chú xâm nhập vào gia nội được nghe chưa? Yeah.
Thank you.
Nhưng mà thằng con của bác, em cháu cho bà con của bác và kênh trực kiểm tra qua những bài công việc như thế này. Và em cháu cũng lấy cũng từ nhà thôi.
Nếu ông cháu có thành công, thường thường ông bà già xưa có nói là thành công mới có thất bại, thất bại rồi mới có thành công. Nhưng mà em ở đây thằng em thất bại nhiều chứ không có. Trước khi ông cháu có thành công, trước khi ông cháu có thành công qua ba cuộc gặp này, ông cháu cũng xin chào bà con cô bác. Một chàng vỗ tay nho nhỏ cũng như bữa nay là đưa ta bà con cô bác chấp nhận tình trạng cho ông cháu cùng tình yêu để đưa linh chủ là cái gì đây ra gì cưới cô. Dạ bà con cô bác. Ok bà con các bác, dạ các anh chị em coi cũng như thông tin hay là đi ship, bà con các bác thấy người ta đồng nhập hay là động rối thưa thưa liên diện của chương trình của em chỉ có qua một cái lớp áo thôi. Nhưng bà con các bác, qua một lớp áo như thế này em cháu hoàn toàn em cháu sẽ chặt ba đồng nhập như thế này. Nhưng bà con các bác, dạ các anh chị em, nếu bà con các bác, dạ các anh chị em có tấm lòng ủng hộ cho quỹ để năm 10 ngàn dễ luôn thuốc tôi sẽ mày mày ơi. Dạ kính thưa bà con cô bác, cũng như lớp hôm qua em cháu sẽ tham dự đây. Dạ lớp thứ tư thì theo của giờ nhắc của bên định là trong 12 giờ em cháu phê hòa linh cựu, thì giờ này em cháu xin được phép bước vào lên trên đó là bái quan. Giờ phút này anh em chúng ta tập trung về phía trước như sau. Nhĩ lưu lạc đại gia trung lâm cương đại sư, nhờ người ta trợ giúp một bài lấy nghệ nhân đội lấy chút tình câu chính nghĩa bắt đi vô nhầm giả. Anh em ta một lòng một dạ dây kệ dây bự lấy một ngục vô đi tụt ta ngay phần mỗi à đó giờ đông quen anh em nhanh 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 nhanh. Trong giờ mất này mời gia đình chúng ta tự nhiên sàng
Và xin thông báo anh thì thích nhìn vào vàng bạc, thì khi anh rải vàng bạc đi đường nào thì kế lại cái chống trầu với một người dạy vàng bông, thì anh đi đường nào là chúng tôi đi theo đường đó nha. Thank you.
Này thôi tất cả đẹp. Này chúng ta xin cúi đầu.